Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ rất là đẹp, rất là ấn tượng, cực kỳ mạnh mẽ, từ thương hiệu Bell & Rose. Và chiếc đồng hồ này có tên là Bell & Rose Gold Bronze Patina. Và cái tên nó giải thích được nhiều rồi. Bell & Rose là tên thương hiệu, Gold là hình đầu lâu, đây chỉ mặt số. Bronze là chất liệu đồng hồ, là từ đồng. Và patina là những cái vết ố ở trên bộ vỏ ở đây. Vâng, trước hết thì tôi sẽ giải thích lý do tại sao lại có những cái vết ố này xuất hiện. Đồng là một chất liệu rất là phổ biến và trước đây thường được sử dụng làm vỏ đồng hồ. Nhưng mà tuy nhiên thì đồng thì có một vài điểm yếu. Thứ nhất, đồng là một kim loại dễ bị oxy hóa và vì thế nên là sau một thời gian sử dụng thì trên bề mặt của chất liệu đồng sẽ có những cái vết ố màu xanh như thế này. Đây là kết quả của sự oxy hóa. Thứ hai, đồng là kim loại dễ gây kích ứng da và vì thế khi đeo đồng hồ bằng đồng trên tay thì những người có da nhạy cảm sẽ dễ bị mẩn, ngứa, bị đỏ. Đó là lý do tại sao mà đồng đã dần được thay thế bởi thép hay titan, những chất liệu mà phù hợp hơn và không gây kích ứng. Tuy nhiên thì nhiều người lại thấy cái vẻ đẹp của chất liệu đồng này, họ lại thích những cái vết ố màu xanh như thế này và họ mua những chiếc đồng hồ vỏ đồng về, họ cố tình đẩy nhanh cái quá trình oxy hóa để tạo ra những cái bộ vỏ như thế này. Và quá trình làm như vậy thì có nhiều cách. Cách đơn giản nhất thì đó chính là ngâm giấm. Nói là ngâm thôi nhưng thực ra không phải là ngâm. Chúng ta để cái đồng hồ này trong một cái lọ giấm. Giấm thì chỉ lấp xấp ở dưới thôi. Và cái đồng hồ này ở trên không tiếp xúc với cả dung dịch. Phải đóng kín cái lọ ấy vào. Sau khoảng tầm vài tiếng cho đến một ngày thì những cái vết oxy hóa bắt đầu xuất hiện. Mà tùy theo bạn, bạn thích nó bị nhiều hay bị ít thì sẽ bỏ trên đồng hồ ra cho phù hợp. Và nhận thấy xu hướng đó đang dần dần phát triển thì Bell & Rose tiết kiệm công sức cho những người chơi, họ làm ra những cái chiếc đồng hồ có những vệt oxy hóa này luôn và chúng ta chỉ cần mua về và đeo thôi, không phải ngâm giấm gì cả. Và đó là lý do tại sao mà chiếc đồng hồ này ra đời. Và chiếc đồng hồ này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 50 chiếc mà thôi, và con số đó các bạn có thể quan sát ở mặt sau ở đây, 4/50. Bộ vỏ đồng hồ thì có dáng vuông rất là quen thuộc với Bell & Rose thôi. Kích thước 46mm, khá là lớn. Nghe thấy cái đầu lâu xương chéo này nhìn thì chúng ta đã liên tưởng ngay tới những tên cướp biển rồi. Trong bộ phim rất nổi tiếng là Cướp biển vùng Caribe, đầu lâu và xương chéo. Ở cuối những khúc xương thì đó chính là những cái chiếc ốc vít giúp cố định bộ vỏ lại. Và hình đầu lâu thì được vẽ bên trong mặt số. Vâng, bạn có thể thấy là những cái cọc số này hay là tên thương hiệu Bell & Rose thì không phải được vẽ trên mặt số mà được in trên mặt kính sapphire ở phía trên này này. Đó. Vì lẽ đó nên là những cái cọc số này sẽ không ảnh hưởng tới cái đầu lâu ở bên dưới và giữ cho cái mặt số của đồng hồ thì có vẻ hoàn hảo hơn. Và cùng với phong cách cướp biển đó chính là bộ kim, kim giờ và kim phút ở đây. Bạn có thể để ý là kim giờ kim phút được thiết kế khá là hay, giống như những thanh kiếm vậy. Và những cái vết xước ở trên kim giờ kim phút này cũng được thực hiện khá là ngẫu nhiên. Vết thì đậm, vết thì nhạt, tạo cảm giác rất là tự do, giống với những tên cướp biển vậy. Kim giờ kim phút thì được điều khiển bởi cái núm chỉnh giờ góc này, quen thuộc thôi, không có gì đặc biệt cả. Cái núm chỉnh giờ này thì cũng được làm oxy hóa giống như bộ vỏ và được thiết kế dạng vặn xoắn. Độ vặn như này thì sẽ để chỉnh giờ, vặn này kéo ra đó. Giờ thiết kế này thì quá quen thuộc rồi. Và như đã nói từ lúc trước thì đồng là một kim loại dễ gây kích ứng da và nếu mà người da nhạy cảm khi đeo chiếc đồng hồ bằng vỏ đồng thì sẽ dễ bị dị ứng, bị đỏ, mẩn đỏ. Nhưng mà Bell & Rose đã xử lý vấn đề này khá là hay. Như bạn thấy ở đây, mặt sau chiếc đồng hồ không phải vỏ đồng mà là bằng titanium. Cũng tương tự như thế thì chúng ta có bộ khóa bằng titanium ở đây. Vâng, cái mặt sau và bộ khóa chính là những chi tiết mà tiếp xúc với cả cổ tay người đeo. Và với việc làm bằng chất liệu titanium không bị kích ứng da thì chiếc đồng hồ này sẽ rất là an toàn. Và mặt sau chiếc đồng hồ thì bạn có thể thấy rất nhiều thông số khác. Ví dụ như đây, đây là mã ref hay là mã hiệu chiếc đồng hồ. Cái này là khả năng chống nước và dòng chữ Swiss Made quen thuộc thôi. Với thiết kế như này chúng ta sẽ không thể nào quan sát được bộ máy bên trong.
Nhưng tôi sẽ nói qua một số thông số để các bạn ấy biết. Bộ máy được sử dụng bên trong chiếc đồng hồ là máy BR Caliber 302 của thương hiệu Belarus. Bộ máy này có 37 chân kính, hoạt động với tần số 28.800 nhịp mỗi giờ, khá là quen thuộc. Có thể lượng cót khoảng 40 giờ. Bộ máy này cũng được kiểm tra độ chính xác tại 4 vị trí khác nhau. Và kiểm tra độ chính xác 4 vị trí ra như thế nào? Thì trước đây tôi đã nhắc đến điều này trong một video trước. Và tôi sẽ để lại cái đường link ở phần description bên dưới. Và khi đeo lên tay thì chiếc đồng hồ này trông khá là hầm hố. Bạn có thể thấy là 46 km trông rất là lớn. Bộ dây thì cũng khá là to bản. Và cái khóa thì nó cũng to vậy. Và chiếc đồng hồ này đeo rất là nổi bật trên cổ tay. Như tôi đã nói lúc trước thì bạn sẽ không phải lo bị dị ứng khi đeo chiếc đồng hồ này đâu. Nên là rất yên tâm. Không có lẽ mẫu đồng hồ Belarus Cobron Patina sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Bởi vì thiết kế khá là lớn, độc đáo và mạnh mẽ. Nhưng với những người cổ tay lớn hay là họ muốn tìm một cảm giác, một trải nghiệm khác biệt thì đây chiếc đồng hồ rất là phù hợp và rất đáng để có thể đưa vào danh sách của bạn. Và để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Và xin chào và hẹn gặp lại.